mỗi loại có một vị khác nhau đúng không ạ, rất là đặc biệt. Vậy là nếu mà 20 ngàn một phần, vậy là mình bao gồm được mấy viên anh nhỉ? Được 6 viên chị, 10 ngàn là được tăng lên 3 viên. À, 10 ngàn là tăng lên được 3 viên. Đây sẽ là một dĩa há cảo bao gồm tôm cần, mắt, hẹ, thịt heo, xíu mại. Dĩa nó 20 ngàn nhé các bạn. Phần tiếp theo là 30 ngàn rồi bạn. Đúng rồi chị. Cái này mình bán đầy đủ các loại hay là theo yêu cầu của khách hả bạn? À, theo yêu cầu của khách. À. Quay.